bạn nhà. Đó. Alo, xin chào cả nhà. Thì hôm nay theo lời yêu cầu của các bạn là nói mình rủ thêm một số anh em để bay đêm và gắn đèn này, như vậy rồi sẽ xem nó đẹp như thế nào cả nhà. Thì hôm nay mình đã mời được em Luận và em Phong ở trong hội Playcam Hồ Chí Minh tới đây để quay clip cùng mình để cho cả nhà xem ba con Playcam sẽ bay lên cùng lúc, nó sẽ đẹp như thế nào trong buổi tối cả nhà. Bây giờ mình chuẩn bị cái động máy nha cả nhà. Quay đi. Rồi lên. Điểm lên trước đó. Rồi giờ chuẩn bị lên đi ba con nha cả nhà. Lật lên trước đi ra. Cắt đèn đi. Cắt đèn đi con, cắt đèn này. Chạy qua cái nhà ơi. Ủa con này cái đuôi đâu? Quay đâu. Y như một cái phi thuyền nha cái nhà. Lên cùng. Wow, đẹp. Ủa sao con em tắt đèn rồi, mở đèn lên. Con em tắt á, mở lên chị cho đi cho nó thấy như này thôi. Ờ. Con sao của em có một màu vậy? Sao em tắt đèn rồi? Đâu có đúng một màu màu đỏ. Chị nó lỏng rồi, cái con nó anh đưa cái đèn lỏng nó. Để bắn cái nhà. Đó. Theo yêu cầu của nhà nha. Hôm nay mình bay ba con nha. Đây qua đây ngay cùng em Luận nè, đó đẹp không? Bao đẹp luôn nha. Để nào đặt mua thêm mấy con nữa để cho thường rồi ai qua chơi có cái bay. Chiếu đưa lên nhanh nha. Ừ. Để ai chơi có cái chơi phải không? Cũng rẻ không đắt đúng không? Ờ rẻ mà, đi chơi chưa đầy 20 mười mấy nghe. Chơi này vui mà. Cái này mà Noel đó ha, Noel vũ đông đông ra bay ha. Là một dạng luôn. Đẹp, bao đẹp luôn. Bay đây nè. Rồi lên. Ra đây quay chút xíu cái nhà. Đang nâng độ cao lên. Thank you.
Đây cái nhà con Fimi SE đã lên được 250 rồi. Fimi X8 mini cái nhà, lên được 250 rồi mà vẫn còn hình ảnh á, vẫn còn thấy đèn. Con mini 2 lên bao nhiêu em? Đây quay đây nè. Đây nè. Đây. Đây là mini nha, mini SE đang lên được 350 rồi kìa. Mà còn thấy hình ảnh không kìa, thấy cái đèn không kìa, kinh khủng không? Để mình cho lên luôn nè. May luôn rồi, đúng may luôn. Đúng may luôn hả? Mẹ đây em thấy hết, mẹ em nhìn cho nó thấy nó may, nó hơi bị khúc khúc là bị đụng may phải không? Ồ. Đây cái nhà giờ đang xuống cái nhà đó, đẹp không? Đỉnh à. Quá đẹp. Con Phimi đang xuống cái nhà. Phimi còn đang ở độ cao khoảng tầm 200 hơn 200 hả? Đẹp bắn cái nhà. Như mấy cái lồng đèn trên cao ha. Ủa bạn ngon em tắt đèn hay gì vậy? Hay là đèn nó xuống như vậy? Không có cái chất một tàu đèn bỏ đi. Em 11 này không có bay làm dáng đẹp được rồi. Đèn rất ghê quá. Chết con len. À vị trí tốt không? Cái bản này vị trí tốt hơn nhiều. Thấy không? Đứng như một chỗ luôn á. Đây con Phimi đang xuống đó nha. Wow, xuống tốc độ cao không? Đây, đang về đây. Wow, đẹp. Đó là mới có một đèn thôi nha. Phimi gắn có một đèn thôi đó. Đây bây giờ tới màn bay đua của Fimi X8 mini và mini 2 cả nhà. Hai em này là bản mini hết. Từ từ. Đâu rồi? Đây. Quay về hướng đây nè. Đó, giờ hai em đang trên cao cả nhà. Quay về hướng thẳng đây đi. Rồi em đang rồi chưa? 1 2 3. Wow! Con bên trái con nào vậy? Mini 2. Mini 2 bay nhanh dữ hả? Hình như Mini 2 trước rồi. Mini 2 bay trước rồi. Mini 2 thấp hơn mà nên nó đi trước. À đến 100m trước rồi nha. Ủa em đến hơn rồi, em 200m rồi. Hơn rồi. Mini 2 nhanh hơn. Tốc độ Mini 2 nhanh hơn cả nhà. Hãy để độ cao bằng nhau đi. Đây X8 Mini về rồi. Đó, X8 Mini về rồi. Và sau màn bay đua của em Luận và em Phong thì con Mini 2 của em Phong đã nhanh hơn con Fimi X8 Mini của em Luận nha cả nhà. Cả nhà ơi, thì lúc nãy ba anh em mình dùng ba con Lycam bay lên cùng một lúc thì cả nhà thấy rồi đó, như một cái lồng đèn rất là đẹp. Đó là mình hai con Lycam của em Luận và em Phong là chỉ gắn một cái đèn thôi và con mình chỉ gắn hai cái thôi. Nhưng mà sắp tới mình sẽ mua thêm mấy cái đèn nó gắn luôn. Thì tất cả bay lên đó, mình nghĩ nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Và lúc nãy có một cuộc đua nhẹ của con Fimi X8 Mini của em Luận và con Mini 2 của em Phong. Thì con Mini 2 tốc độ nhanh hơn nha cả nhà. Tốc độ nhanh hơn khá nhiều á. Đó. Rồi vậy thôi, clip mình tới đây xin kết thúc nha. Rồi cả nhà muốn mình làm cái gì nữa thì cả nhà comment bên dưới. Mình sẽ làm theo ý tưởng của cả nhà nha. Rồi xin chào tạm biệt cả nhà. Hẹn gặp lại. Bye bye.